Von Vlog Minnesota chào mừng khán thính giả. Thưa quý vị, ngôi sao ca nhạc Kenny West đã thua trong cuộc đua tổng thống nhưng đã có tầm ngắm vào năm 2024. Ông West đã khó khăn trong cuộc đua tranh cử tổng thống của mình trong năm 2020 và gợi ý về một nỗ lực dài hơi khác 4 năm kể từ bây giờ. Mặc dù lần này ông ta không nhận được nhiều phiếu bầu, West đã nhượng bộ trong một chiếc sau khi xuất hiện trên lá phiếu ở hàng chục tiểu bang trong cuộc bầu cử tổng thống giữa ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden và tổng thống đương nhiệm Donald Trump. West được đánh dấu cho hơn 1.000 phiếu bầu trong tất cả 12 cuộc tranh luận mà anh tham gia. Theo số liệu sơ bộ của Associated Press, tại Colorado, West đã nhận được gần 6.000 phiếu bầu trong một tiểu bang thuộc về Biden ở Vermont, một tiểu bang khác cho Biden, West, nhận được hơn 1.200 phiếu. Ở Arkansas, được 3.979 phiếu. Ở Idaho, 2.309 phiếu. Ở Iowa, 3.179. Ở Kentucky, 6.259. Ở Louisiana, 4.837. Ở Minnesota, 6.796 phiếu bầu. Ở Mississippi 3 chín phiếu, ở Oklahoma mươi bảy phiếu, ở Tennessee 10.188 và ở Utah ông ấy đã nhận được 4 ba phiếu bầu, theo kết quả sơ bộ. Ông West tuyên bố trước đó vào thứ ba rằng ông đã bỏ phiếu cho chính mình, lần đầu tiên ông ta bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. God is so good. Chúa thật tuyệt. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi bỏ phiếu cho Tổng thống Hoa Kỳ và đó là cho một người mà tôi thật sự tin tưởng. Tôi, ông ấy Twist West, đã đăng một video quay cảnh mình đi bỏ phiếu ở Cody, tiểu bang Wyoming, nơi ông ấy tự viết vào lá phiếu West, 43 tuổi, đã tham gia cuộc bỏ phiếu tổng thống ở một số tiểu bang, mặc dù không phải ở các bang chiến trường như Florida, Pennsylvania và Michigan. Ông ấy đã dành những tuần gần đây để hướng dẫn những người theo dõi cách bỏ phiếu cho ông ấy như một ứng cử viên ghi danh ở nơi khác. Người vợ nổi tiếng của West, Kim Kardashian, dường như không ủng hộ Ông ấy, bà ấy không đưa ra lời tán thành công khai nào về chồng mình vào hôm thứ ba. Bà ấy đã retweet một tin nhắn về các đường dây nóng của cử tri từ ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris. Ông West, từng là một trong những người nổi tiếng ủng hộ Tổng thống Trump, đã khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào tháng 7 với những tuyên bố thất thường. West là người từng 21 lần đoạt giải Grammy, West đã cho vay 6,7 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của mình theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang và trong một video gần đây đã nhấn mạnh đến tôn giáo và các giá trị gia đình. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi vlog này. Xin được hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nếu quý vị không quên, hit like, share và subscribe để ủng hộ Vân nhé. Đa tạ quý vị lần nữa. Kính chúc sức khỏe quý vị.